Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ 15 ngày một lần. Sau 3 đợt giảm liên tiếp, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 giảm thêm 109 đồng một lít, xuống còn 19.114 đồng một lít. Xăng RON 95 cũng giảm gần 100 đồng, xuống còn 20.143 đồng một lít. Tính từ ngày 17 tháng 7 đến nay, xăng đã giảm giá 4 lần liên tiếp với mức giảm khoảng 1.100 đồng một lít. Ngoài xăng, dầu hỏa và dầu diesel cũng giảm nhẹ. Riêng dầu mazut tăng 262 đồng lên mức 14.090 đồng một kg.